Hello các bác nhờ, đây là đô la Kenwood hôm qua mà em bảo là em chụp ảnh lên cho mọi người. Và mọi người cứ yêu cầu là quay video trực tiếp, quay video cận cảnh và chụp thêm một số bức ảnh cho các bác xem. Thì hôm nay em có làm theo yêu cầu các bác nhé. Và em quay luôn video luôn để cho mọi người nhìn tổng thể luôn, chứ chụp ảnh nhiều khi nó bảo hơi ảo tẹo. Đây thì là đôi bát 20 của đô la Kenwood. Hình thức thì nó còn rất là đẹp mọi người ạ. Đấy, hình thức như trong hình nha mọi người nhá, các góc cạnh còn vuông thành sắc cạnh này, loa còn zin nguyên bản và là đôi loa thương hiệu Kenwood, ba đường bát trung chép, một lỗ thông hơi ở phía đằng trước. Riêng trung với chép thì nó có màng bảo vệ bằng lưới sắt, bên ngoài mạ một lớp chrome sáng cái vành bên ngoài loa ấy, đấy, rất là sang trọng. Đôi loa này thì thông tin đó là loa ba đường nhá, ba away này, speaker stem này, hệ thống ba đường loa này, maximum này, độ nhận maximum input power nghĩa là công suất là 70W, nó là đè đây này mọi người này, đấy, cái độ nhạy nữa là 42 đến 20 Hz nha mọi người nhá, loa có trở kháng ở 6 ohm, đây ạ, mọi người cứ bảo là thơ sâu thông số ra. Thì đây thì em quay đằng sau cho mọi người nhé. Đấy, đây là đằng sau đó này. Hình thức còn rất là đẹp nha mọi người nhé. Loa zin nguyên bản, cam kết hàng xịn. Đấy, bác nhìn cái gỗ, cái loa Nhật Bản nó đã khác rồi này. Bác nào có nhu cầu thì inbox với em, hoặc là liên hệ em số điện thoại là 0945709912 nhá, em ship hàng toàn quốc nhá. Và riêng ship loa với lại những cái đầu cồng cành là em có đi cọc cho mọi người nhá, không tránh trường hợp là một số bác cứ bảo là gửi hàng đến xong là xem ok là thanh toán là em không chơi cái bài đó đâu nhá mọi người nhá. Ship loa thì phải có cọc, các bác tham khảo kỹ trước khi đi mua. Và em bán là em bán bằng cái danh dự, bằng cái trang cá nhân của em, chứ không phải em bán xong một đôi loa là em nghỉ em không bán nữa, nên mọi người yên tâm nhá. Loa này hình thức nó rất là đẹp mọi người ạ. Đây, các bác hỏi là có căng không nhá, có căng cho mọi người nhá, có e căng, e căng nó rất là đẹp luôn. Đây là nó hơi 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 bụi thì em chưa lau đấy, em bỏ trên trên kia kìa. Còn nhà em rất nhiều những cái loa Nhật Bản như đẹp như này, và kể cả loa châu Âu em có mọi người nhá. Loa châu Âu thì giá nó cao hơn vì đẳng cấp nó khác hẳn loa Nhật mọi người ạ. Đấy, loa châu Âu những cái loa BMO thì nó rất là đắt, và đẳng cấp thương hiệu của nó khác hẳn những cái dòng loa Nhật, loa Kenwood này, loa Onkyo này, loa bi mà bi của Nhật thực sự là cái đẳng cấp của nó không bao giờ bằng những cái đẳng cấp của các bọn thương hiệu lớn như JBL thứ của châu Âu được, nên là giá nó cũng sẽ khác. Bác nào mua hàng thì kỹ bác vị em số điện thoại là 0945709912 nhá, em xin làm quốc. Cái đôi loa này rất là đẹp mọi người ạ, sạch sẽ đẹp mà giá chỉ ngang đôi loa vi tính tàu thôi mọi người ơi, chất âm và đẳng cấp thương hiệu thì nó hơn hẳn rồi. Đấy nhá,